Chào cả nhà thân yêu, chúng ta đang ở đây là ở trước cổng của chùa Bảo tàng Quả Sứ huyện Trần Thời, Cà Mau nha. Chiếc cổng này thì nhìn thấy cũng rất đơn giản nhưng lại rất đầy đủ nha. Ở hai bên cổng thì có hai ông nghe canh giữ cửa ải. Về phần tạo tác hình tượng của ông nghe thì bên phái đạo Nam Tông nhìn thấy rất là ngầu, còn bên Bắc Tông thì hơi giống ông sư tử nha. Chúng ta sẽ đi vào bên khu sân chính điện nha mọi người. Nhìn qua khu chính điện của chùa thì rất là rộng lớn, cũng khá là ấn tượng. Bước vào bên sân chính điện thì đầu tiên chúng ta sẽ tiếp cận với một tôn tượng của Đại Danh Y Tuệ Tĩnh Thiền Sư nha. Còn căn nhà ở phía bên trong mà chúng ta nhìn thấy đó là phòng mạch hút thuốc nam cho bệnh nhân nha. Thời điểm hiện tại thì các chùa đều có tổ chức là phòng mạch để mà cứu dân hộ thế. Ở phía bên tay trái đường vào phòng đông y thì có tượng của thầy Đại Y Tôn Hải Thượng Lãn Ông. Hải Thượng Lãn Ông thì cũng là một sư tổ của ngành đông y mọi người. Ông rất giỏi về nghề hút thuốc nam gia truyền. Còn các bức tượng bên này là thầy trò của Đường Tăng đang trên đường đi thính kinh nha. Từ ngoài cổng tam quan đi vào thì có 3 con đường, nhưng hai con đường hai bên thì đã được trồng cây sinh cảnh và đặt một số bức tượng. Chỉ còn lại con đường chính để đi ra vào thôi nha. Nhìn con đường bên này thì đặt rất là nhiều tượng luôn. Căn nhà phía trước mặt của chúng ta đó là đường ni giảng đường nha mọi người. Còn mấy bức tượng bên này thì không có ghi chú cho nên mình không có nhận ra được là thánh hay là Phật nha. Còn điện thờ này là các tôn tượng mô phỏng về một buổi truyền pháp luân giảng đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với 5 anh em Kiều Trần Như nha. 5 anh em Kiều Trần Như thì cũng là những người đệ tử đầu tiên của Phật Thích Ca nè. Còn này là hình ảnh mô phỏng lại Đức Phật Di Lặc thời còn tại thế, đang ngồi thiền trên tòa sen ở dưới gốc cây Sa La. Còn đây là tôn tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát nha. Địa Tạng Vương Bồ Tát thì là một vị Phật cứu độ chúng sanh trong 6 cõi luân hồi. Cũng là một vị Phật rất là quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa mọi người. Còn điện thờ này là chính điện nha, cùng với một cái ao sen rất là hoành tráng luôn. Ở phía bên kia bờ hồ là tượng nằm của Thích Ca Mâu Ni trong tư thế là Niết Bàn mọi người. Ao sen này làm như chở gió lại bị tàn hết rồi. Nhìn về khuôn viên của chùa này thì có diện tích chắc cũng gần 1 hecta, đẹp rực rỡ luôn. Tượng của mẹ Quan Thế Âm thì được đặt ở giữa sân chính điện rất là trang nghiêm luôn nha. Nếu mà tính cả nền và pho tượng luôn thì có chiều cao cũng khoảng chừng 15 mét. Mấy ông rồng vàng này thì được các nghệ nhân khắc họa rất là chi tiết nha. Màu vàng thì mang lại sự may mắn về cho gia chủ.
Ở phía dưới sân thì có 12 pho tượng của Quan Thế Âm với tư thế khác nhau. Mỗi một tư thế thì có một ý nghĩa riêng. Mình thì cũng mới đến đây lần đầu tiên mà có cảm giác rất là ngỡ ngàng mọi người. Đó, một vùng sâu vùng xa mà lại có một ngôi chùa Phật rất là rộng lớn trang nghiêm đến như thế này. Nhìn ở phía sau này thì có một cái tháp rất là to nè. Chúng ta đến xem coi chưng dụng vào công việc gì nha. Những dòng chữ này là những câu nói hay, mang tính giáo dục về tình cha nghĩa mẹ nè. Tháp này là tháp hài cốt của ông Trần Ký Ghi, pháp danh Thích Thiện Pháp, hưởng thọ sau 19 tuổi. Này là thầy chủ trì ở những thế hệ trước nha mọi người. Thầy này hưởng thọ chỉ là 69 tuổi thôi. Mọi người nên nhớ là một đời người chẳng là bao lâu nha. Trần gian này chỉ là cõi tạm thôi. Nhìn ở sân chùa này thì trồng rất là nhiều cây sinh cảnh, quá mát mẻ luôn. Có cây này giống như là cây khế, gốc rất là to luôn mọi người. Lá rất là giống cây khế nhưng mà không phải cây khế mọi người. Hàng cây trong chậu ở bên này là cây xanh nha. Cây xanh thì hiện nay trồng rất là phổ biến luôn. Cây xanh nó rất phù hợp với mọi vùng đất cho nên rất là dễ trồng. Đây có cây sa la có tàn lá rất là lớn. Cây sa la này chắc cũng tuổi đời từ 15 năm trở lên. Cây sa la thì cũng gắn liền với cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nha. Ở phía sân trước của gian đường là công viên 12 con giáp nha, cùng với rất là nhiều tượng của các vị thánh và Phật. Mình sẽ đi vào bên giảng đường trước và sau đó sẽ đi qua Tam Bảo nha. Nhìn ở phía trước giảng đường thì có hai bức tượng là Mật Tích Kim Cang Hộ Pháp và Lực Sĩ Kim Cang Hộ Pháp nha. Hai bức tượng này thì luôn đi song song với nhau. Ở phía bên tay trái là tượng của Mật Tích Kim Cang Hộ Pháp nha. Còn ở phía bên tay phải là Lực Sĩ Kim Cang Hộ Pháp. Theo mình biết qua truyền thuyết thì hai vị hộ pháp này có một sức mạnh rất là phi thường, luôn luôn đi theo bên cạnh Đức Phật Thích Ca để mà bảo vệ Đức Phật. Ở bên trong giảng đường thì nhìn thấy rất là thông thoáng luôn mọi người. Có chiếc chuông rất là to luôn nè. Còn ở bên cạnh giảng đường thì có một cái ao sen cũng rất là lớn luôn nha. Rất là mát mẻ. Giảng đường thì là một nơi mà các Phật tử thường hay tập trung đến đây để mà nghe giảng đạo hoặc là nghe truyền đạt về Pháp Luân. Điện thờ ở giảng đường này thì gồm có ba vị Tam Thánh Phật cùng với là Phật Thích Ca đang tọa thiền trên tòa sen. Vách của điện thờ thì được đắp nổi phù điêu chạm chỗ rất là công phu luôn. Mình sẽ đi ra ngõ này để mà ngắm ao sen thư giãn một chút nha, mọi người. Ao sen này quá lớn luôn. Ao sen này cũng có khoảng chừng 2 công đất. Có khoảng chừng 2.000 mét vuông nè. Quá đặc sắc luôn. Mình sẽ tiếp tục đi qua khu Tam Bảo mọi người.
Ở khu vườn này là công viên 12 con giáp nha. Đây có em mèo. Có mấy cây hoa vàng anh được cột lại, có tàn đẹp quá trời. À, công viên 12 con giáp này thì cũng có rất nhiều là hình tượng của các đức Phật cùng với các vị thánh ha. Ở mặt phía bên này là hướng Bắc nha, còn ở cổng chính đi vào thì là hướng Nam. Có cây sa la cho trái quá to luôn, đẹp quá tai luôn. Còn đây là hình tượng của Đức Phật Thích Ca trong tư thế là nhập Niết Bàn nha. Tượng này thì cũng bằng đá khối, mà chắc là đá khối nhân tạo thì phải hơn nha. Tượng này có chiều dài cũng khoảng chừng 12 mét quá. Còn tượng nhỏ dưới này là Phổ Hiền Bồ Tát nè, cưỡi voi 7 ngà màu trắng. Mấy điện thờ phía bên này là chánh điện cùng với là Tam Bảo nha. Tam Bảo thì được quay mặt sang hướng Bắc. Ở chùa Bảo Tàng này mà các Phật tử trồng cây sinh cánh là không còn trống một chỗ nào luôn nha, chỉ còn chừa lại đường đi thôi. Đây là một việc làm rất là đáng để ca ngợi các Phật tử ở chùa này mọi người. Nhìn ở xung quanh chùa thì là vuông tôm của người dân nha. Nhìn thấy môi trường bầu không khí rất là trong lành luôn. Thầy tụng kinh ở trong Tam Bảo mà có đặt mấy cái loa ở ngoài này cho nên tiếng quá lớn luôn rồi. Ở đây có hai cây dừa hai mọng mọi người ơi. Cái này là một trái dừa mà có hai mọng ra hai cây chứ không phải là một cây dừa mà ra hai đọt nha. Một trái dừa mà có hai mọng thì cũng thường hay gặp, cũng là bình thường thôi. Ở bên này là sân vườn mặt trước của Tam Bảo nha. Trồng đủ các loại hoa cây kiểng, không thiếu thứ gì hết. Ở phía này là Tam Bảo mọi người. Bên tay mặt của sân Tam Bảo thì có điện thờ Đức Phật Di Lặc nè. Phật Di Lặc thì luôn luôn lúc nào cũng có một nụ cười rất là vui tươi, tượng trưng cho phúc lộc và thọ. Đây là mặt trước của Tam Bảo về về hướng Bắc. Ở giữa sân Tam Bảo thì có tượng Phật A Di Đà rất là lớn và trang nghiêm luôn nha, mọi người. Ở mặt sau sau hậu của chùa mà được sắp xếp thì cũng chẳng có kém gì ở cổng chính đi vào mọi người.
Tôn tượng Phật A Di Đà này có chiều cao cũng khoảng chừng gần 10 mét. Ở đây có hòn Nam Bộ siêu phong phú kính, nhìn thấy rất là cổ xưa luôn nè. Có Tôn Ngộ Không, các thầy trò của Đường Tăng cùng với là Đức Phật Di Lặc. Nhìn hình ảnh hòn Nam Bộ này rất là chân thật, rất là sống động, giống y hệt như cảnh vật thật ở bên ngoài. Ở phía bên tay phải của sân Tam Bảo thì có thờ một miếu bà chú xứ nha. Tục thờ về bà chú xứ thì là cầu cho dân làng được bình yên, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Còn ở bên này thì có cả bức tượng của thần tài lão tổ nha. Này là sư tổ của các vị thần tài mà chúng ta thường thường hay thờ. Còn bức tôn tượng này là Đức Phật Thích Ca ngồi thiền 7 ngày đêm ở dưới mưa bão. Sáng thần Nara đã hiện ra và che chở mưa gió cho Đức Phật nha. Về truyền thuyết này thì bên Bổn Đạo Nam Tông, chứ còn bên Bắc Tông thì cũng ít khi nghe đề cập đến. Còn ở bên này là khu vườn Ngự Quyển Lâm Tỳ Ni nha mọi người, nơi mà Đức Phật đã được ra chào đời. Đây thì gồm có là các người hầu của Hoàng hậu Masa cùng với 7 đóa hoa sen của 7 bước chân đầu tiên của Đức Phật. Bức tượng này là Hoàng hậu Masa, này là người hầu, này là 7 đóa hoa sen của 7 bước chân đầu tiên của Đức Phật mọi người. Mình thì cũng đã đến với rất là nhiều chùa để mà viếng Phật, nhưng mà đến với chùa Bảo Tàng này thì nhìn thấy khu vườn Lâm Tỳ Ni này rất là chi tiết luôn nha. Mình sẽ trở ra bên ngoài và đi vào khu chính điện để viếng Phật nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã xem qua video nha. Hẹn gặp lại video sau. Thank you.